Hello, xin chào tất cả các bạn. Mùa đông đã sắp đến rồi. Bây giờ mình di dời những cái cây ngò gai vào vô trong nhà các bạn. Ngò gai nó có thể sống được mùa đông, nhưng mà khi mà trời đông đá lạnh quá đó, nó đông đá rồi đó thì ngò gai nó sẽ bị chết nữa các bạn. Cho nên bây giờ là bắt đầu chuẩn bị vô mùa đông rồi. Mình để ngoài này thì cũng được, nhưng mà dưới điều kiện là mình chờ nó không có đông đá thì ok. Còn nếu mà đông đá thì coi như là những cái cây này sẽ bị chết các bạn. Cho nên bây giờ mình di dời vô trong, lỡ mà có đông đá thì cũng không có sợ. Ngò gai mình ăn được quanh năm nha các bạn. Ở trong nhà mình thì cũng có một dàn ống này. Một dàn ống thủy canh này thì gồm có 8 ống các bạn. Đây, một bên 4 ống, hai bên thì nó 8 ống. Bắt đầu mình di dời những cây ngò gai vô đây. Lỡ mà thời tiết mà có đổ tuyết á thì những cây này vẫn còn sống nha các bạn. Ngò gai thì nó sống được mùa đông, nhưng mà có điều là khi mà trời đông đá đó thì nó sẽ bị chết. Mà tiểu bang mình thời tiết có khắc nghiệt lắm các bạn, rất là lạnh, nó dễ bị đông đá, cho nên khi đông đá rồi những cái cây ngò gai này sẽ bị dập, cho nên mình phải di dời vô trong nha các bạn. Giờ mình đã bỏ hết một ống các bạn, bây giờ mình ra lấy thêm cái dàn bên đây để đem vô nữa các bạn. Đây là cái ống thứ hai đó các bạn. Mình trồng ngò gai thì thường mình ăn quanh năm các bạn. Mùa đông mình vẫn có ngò gai mình ăn. Mình đem vô nhà, chịu khó đem vô nhà đó các bạn. Nếu mình để ở ngoài thì mà chờ mà nó đổ tuyết hay là đông đá thì những cây này tiêu nha, không có xài được nha, không có sống. Ở đây thì mình cũng không hẳn là ở trong nhà đó các bạn. Đây là cái ban công, có cái bà nồi ở trên các bạn, mình đóng cái tôn trong để mình cho ánh sáng nó lọt vào đó các bạn. Đó, đây là cái ống thứ hai, mỗi một ống như vậy đó thì mình có 15 lỗ như vậy các bạn, thì 15 cái ly. Mỗi một ly như vậy thì cái mình trồng khoảng chừng 2 hoặc 3 cây ngò gai đó các bạn. Các bạn nên nhớ khi ngò gai mà nó ra bông đó, mà các bạn muốn ăn lá đó thì các bạn phải bỏ cái bông nha. Các bạn đừng có giữ cái bông, khi mà giữ cái bông thì cái lá nó không phát triển nữa. Mình phải cắt bỏ cái bông đi, cho nên mình để cho cái lá nó phát triển. Còn nếu mình để cái, muốn lấy giống đó thì mình để cái bông. Để cái bông để mà khi nó già rồi đó thì mình lấy cái giống đó mình trồng lại. Thường mỗi năm thì mình trồng cái ngò gai này mình ăn năm quanh năm suốt tháng các bạn. Hãy mùa đông thì mình cứ đem vô nhà, còn mùa hè thì mình đem ra ngoài để cho có ánh sáng nó tốt hơn các bạn. Mùa đông thì nó vẫn sống, nhưng mà ở trong nhà thì nó lên yếu lắm, nó lên rất là chậm. Ví dụ ở ngoài thì nó trong vòng một tháng thì mình có thể ăn lá rồi, nhưng trong mùa đông trong để trong nhà thì có thể tới 2 tháng hoặc 3 tháng thì lá nó mới tốt, ăn mới đầy đủ lá mình ăn các bạn. Nhưng mà mình trồng số nhiều như vậy đó thì ngày nào mình ăn cũng có các bạn, mình trồng rất là nhiều. Thường ngò gai mùa đông thì mình trồng lên nhiều chút xíu, có thể là 4 ống hoặc 6 ống như vậy đó các bạn. Rồi thường mình xen kẽ những cây khác, giống như những cây cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh nó cũng sống như mùa đông, mình cũng hay trồng cải bẹ xanh để mình có cải để ăn các bạn. Mình cũng đã rồi, bây giờ mình đem vô cũng khoảng 4 ống, 4 5 ống cái ngò gai đó các bạn. Một ống thì gồm có 15 ly như vậy. Nếu mà thời tiết mà những cái tiểu bang khác mà không đến nỗi lạnh quá, cũng như mình ở phía này ở Dallas á, thì giờ thời tiết rất là lạnh, nhiều khi đông đá. Còn nếu mà cũng ở Texas, nhưng mà ở Texas mà ở vùng Houston á thì thời tiết nó không đến đổi các bạn, nó không có lạnh như ở dưới Dallas như mình. Còn đây là mấy cây cải bẹ xanh nè các bạn. Cải bẹ xanh thì mình để ở ngoài nó cũng được, nó cũng giống như ngò gai vậy thôi. Với điều kiện là trời cũng đừng có đông đá hay là có tuyết thì nó vẫn sống, nó lên rất là tốt. Nhưng mà khi mà có đông đá thì nó cũng dập như ngò gai thôi các bạn. Cho nên thì mình cũng phải di dời nó vô trong luôn.
Cái dạng này thì mình có tới cái cải bè xanh thì mình có tới khoảng 3 ống rồi các bạn, nhưng mà mình di dời vô đây được khoảng chừng 2 ống thôi. Còn những cái cây khác thì mình cắt ăn, bạn mình lựa những cây nào còn tốt á, thì mình giữ lại. Những cây nào mà mình cắt lá nhiều quá nó còn ít á, thì mình bỏ bớt các bạn. Tại vì trong đây mình không có đủ cái ống nữa các bạn. Tại ở ngoài mình có tới hai vàng thì tới 12 ống lượng. Ngò gai thì mình cũng dạt bớt một mớ. Thì tới cái cải bè xanh này mình cũng dạt bớt một mớ. Trong đây thì mình chỉ được có 8 ống thôi. Thường thì những mùa hè thì mình có trồng rau muống, rồi mấy cải này cải kia đủ thứ cải, cải ngọt các bạn. Nhưng mà khi tới mùa đông tới thì mình chỉ còn là hai giống cải này thôi, tại vì hai cái giống cải này có thể nó sống được mùa đông các bạn. Còn những cái giống cải khác thì nếu mình trồng thì nó mùa đông nó sẽ bị chết, nó không sống nổi. Dù có đem vô trong nhà đi chăng nữa nó cũng chết các bạn, nó không phải như cây ngò gai với cây bể xanh này. Hai cái giống cây này thì có thể nó sống được mùa đông. Các bạn nhớ nha, mùa đông nói mùa đông nhưng mà mình đừng có để nó bị trời đông đá hay trời có tuyết thì nó cũng dễ bị chết nha bạn. Khi mà nó dập lá rồi coi như là cái cây nó sẽ bị chết. Nếu mình đem vô đây để mình ở trên, nó có mái hiên, ở trong đây có cái cửa thì nó không hẳn là ở trong nhà, nhưng mà nó cũng đỡ hơn ở ngoài các bạn. Lỡ mà có trời tuyết hay trời đông đá đó thì mình không có sợ các bạn. Đây là những cây cuối cùng mình đã di dời vô. Mình cũng bỏ bớt một mớ các bạn, tại vì mình không có đủ cái chỗ để cho những cái cây này nó hết nha các bạn. Mình chỉ có 8 ống thôi. Giờ tiếp tục mình sẽ di dời những cái cây mà phía ngoài để mình vô những cây trong chịu nổi đá với tuyết đó các bạn. Đó, bây giờ là mình có tất cả là 8 ống đó các bạn, 6 ống ngò gai và 2 ống cải bè xanh. Mỗi một ống như vậy thì gồm có 15 ly đó các bạn. Thường cải bè xanh thì mình trồng 1 ly một cây, còn ngò gai thì 1 ly có thể 2 hoặc 3 cây các bạn. Rồi, video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký, share, like, ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn lại video sau. Chúc các bạn và gia đình có được một ngày vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn.